Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng xem những chiếc ghe và xà lan qua cống bãi cửa các bạn. Đây là buổi sáng các bạn, và cống bãi cửa đang chuẩn bị mở các bạn. Ghe và xà lan đang chuẩn bị vượt cống ở khu vực này nha. Ghe đầu tiên qua nước ngoài. Hôm nay là những ngày cận Tết nha. Nói chuyện giờ chạy cũng không mạnh lắm thôi. Đây là một chiếc ghe chở xe dừa. Xe dừa đã quấn rồi.